đây là trận đấu mà cả hai đội đều muốn thắng. Thậm chí một kết quả hòa cũng coi là một thất bại đối với cả Mobi và Thiên Khôi, khi cả hai đội bóng này đều đang chịu rất nhiều áp lực từ phía các đối thủ cạnh tranh, trong đó có Tùng Anh, có Đại Từ và LOC. Chính thất bại trước Tùng Anh ở vòng đấu thứ 8 của Mobi đã khiến cho cuộc đua vô địch của chúng ta càng trở nên hấp dẫn hơn ở những lượt trận cuối của HPL S10. Trọng tài FIFA còi vàng của V-League, ông Hoàng Ngọc Hà, đeo tấm băng thủ quân của đội bóng nhà mạng. Ngày hôm nay thì Mobi xuất phát với đội hình có rất nhiều sự thay đổi so với lượt trận trước. Còn đây là đội hình xuất phát của Thiên Khôi với người chiến giữa cầu môn là Mai Hoàng Phúc, Phúc Cà Phê trong những phút đầu. Nhiều khả năng đội bóng... Còn đây là trợ lý huấn luyện viên của Thiên Khôi. Còn Thiên Khôi cũng thi đấu trong trang phục truyền thống của mình với sắc đỏ quen thuộc. Và như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Mobi sẽ chơi với trung vệ là Khánh Béo. Sơn Muller ở đường chuyền, Nam Mốc, cơ hội dứt điểm. Cú sút đầu tiên đã được thực hiện, nhưng đó đáng tiếc là tình huống dứt điểm không trúng đích của Xuân Nam. Nguyễn Xuân Nam là cầu thủ sinh năm 1994, vô địch sân chơi U23 Đông Nam Á năm 2022. Đây là cơ hội dành cho Nguyên Tây, sút bóng. Không có nhiều khoảng trống cho Phùng Xuân Nguyên ở tình huống vừa rồi khi Nam Mốc đã đứng trước mặt. Lựa chọn của Nguyên Tây là một cú đá tầm cao. Và sửa lòng của Xuân Nguyên và bóng đi không trúng cầu môn. Cả hai đội bóng đều đã có được những cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Pha mất bóng rất nguy hiểm của Thiên Khôi, cơ hội Tú An Tính không vào. Đó là sức mạnh của Đức Tú. Một pha băng lên cướp bóng rất nhanh về hành lang cánh trái của Tú Hà Tĩnh, trong một thoáng sơ sẩy của cầu thủ phòng ngự bên phía Thiên Khôi. Một đường chuyền hơi non lực dành cho Nguyên Tây và Tú Hà Tĩnh đã chớp lấy thời cơ. Một đọ sức giữa Mobi và Thiên Khôi. Lúc này sau gần 20 phút thi đấu đầu tiên, hai đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0 đều. Cú sút. Đó là pha ra chân của Nghị Ngựa. Đường chuyền cho Sơn Muller chân trái. Cú đá rất căng của anh Sơn. Tiếp tục là một cú dứt điểm nữa và tỷ số được mở cho Mobi. Pha ra chân tuyệt vời của Sơn Muller. Cầu thủ góp mặt trong danh sách tuyển chọn sân 7 của Việt Nam, anh Sơn cùng với Việt Hải Dương, những cá nhân rất được kỳ vọng trong đội hình của Mobi. Sơn Muller vừa làm câm nín khán đài nơi có sự xuất hiện của các cổ động viên áo đỏ, những cổ động viên yêu mến đội bóng Thiên Khôi. Lúc này thì quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Mobi và Thiên Khôi. Trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng 9 của HPL S10 và giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup 2023 là giải đấu được tài trợ chính bởi công ty Bia Sài Gòn. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ khi đã hướng ngay xe lê. Đưa bóng cho Việt Hải Dương, cơ hội Quang Việt đánh góp. Và xử lý đậm chất kỹ thuật của Việt Hải Dương. Mùa giải năm nay thực sự là mùa giải thi đấu quá tuyệt vời của Việt Quỳ. Belly B. Đường chuyền dành cho Sáng Percy, một cú sút bóng ngay bằng chân không thuận của Xuân Sáng. Kỹ năng dứt điểm của Sáng Percy đang được cải thiện rất nhiều trong quãng thời gian gần đây. Không chỉ là những pha xử lý bằng chân trái mà kể cả những tình huống dứt điểm. Cơ hội Bá Quyền đối bắt dứt điểm, không thắng được Phúc Cà Phê. Mai Hoàng Phúc đã cứu thua cho Thiên Khôi. Một cơ hội tốt để cho đội bóng nhà mạng có thể nhân đôi cách biệt. Tình huống đối mặt và pha dứt điểm hơi hiền của Bá Quyền. Nguyễn Tây, bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ Thiên Khôi. Thế Vinh, cơ hội dứt điểm không vào. Bóng đi cắt ngang qua cầu môn của Hưng E Sê Lê, nhưng không có bất cứ một cầu thủ áo đỏ nào kịp ập vào tình huống vừa rồi. Trước đây thi đấu trong màu áo của đội bóng Eco Food. Một pha va chạm rất mạnh ở trên sân và Mạnh Tuấn đang nổi nóng với tình huống phạm lỗi của Hoàng Danh đối với HPL S10. Và cầu thủ trên sân đang thi đấu không khoan nhượng.
một trong những cầu thủ được đánh giá là chuyên gia phong thủy của đội bóng nhà mạng. Sáng Percy chân phải nguy hiểm, không vào. Tình huống xử lý thực sự là mang tới tính đột biến cao của Xuân Sáng, nhưng đáng tiếc ở pha bóng vừa rồi, có lẽ là Bellamy chỉ chậm có nửa nhịp mà thôi. Một cú chuồi chân dài hơn của Didier Bellamy có lẽ đã mang về bàn thắng cho Thiên Khôi ở khoảnh khắc vừa rồi. Thành Henry đã vào sân, cùng với đó Thái Minh Hiếu cũng được sử dụng, sút xa nguy hiểm, bóng trúng cột dọc. Người đang chơi vị trí thấp nhất trong đội hình của Thiên Khôi, người đang mặc áo pip đó chính là Thế Vinh. Vừa rồi thì Thế Vinh đã tung ra một cú dứt điểm rất hiểm hóc, nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của cầu thủ mặc áo số 97. Thăng hạng lên chơi sân chơi cao nhất của bóng đá sân 7 rất nguy hiểm. Vừa rồi là nỗ lực thực hiện một điểm chạm của Nam Điện với tình huống đánh gót không thành công. Mạnh Tú có những tình huống pha xử lý tốt của cầu thủ mang áo số 92. Chân trái của Hoàng Danh, chúng tôi đã nhắc tới Hoàng Danh là cầu thủ có kỹ năng sút xa rất tốt. Đây là cầu thủ có kỹ năng sút tốt bằng cả hai chân. Và với huấn luyện viên Thạch Đen thì sau 30 trận dẫn dắt đội bóng nhà mạng, ông cùng với Moby mới nhận thất bại đầu tiên ở một giải đấu của Vietfootball. Trước đó thì Moby cũng đã từng phải nhận một trận thua, nhưng là trận đấu nằm trong khuôn khổ của Serie A trước LOC. Cú sút xa của Hoàng Danh. Hoàng Danh, cú sút. Đây chính là chiến thuật mà chúng tôi cũng phần nào đã nhìn ra được bên phía Thiên Khôi. Hoàng Danh sẽ được trao nhiều bóng hơn để có thể tận dụng kỹ năng dứt điểm từ xa tốt của cầu thủ này. Thế Vinh. Pha chuyền bóng hơi mạo hiểm của Sáng Percy, nhưng nó mở ra cơ hội cho Thành Henry. Một lần nữa Hưng SLE lại nằm sân rồi. Gần như cứ sau mỗi pha dứt điểm của đối thủ thì thủ môn của Moby lại có lý do để trì hoãn thời gian một chút cho cầu thủ Moby. Đây là một trận đấu rất quan trọng với đội bóng nhà mạng. Trận đấu Xuân Sáng cũng đang bước đi với những bước chân tập tành, sút xa. Thêm một cú dứt điểm nữa của cầu thủ Thiên Khôi, và lần này là cú ra chân của Thái Minh Hiếu, cầu chuyên bên phía đội bóng nhà đất. Người đang cầm bóng là Thành Henry, sút xa. Cú đá như búa bổ của cầu thủ mang áo số 92. Giờ thì lại có lý do để cho Hưng SLE có thể nằm sân thêm ít phút nữa. Một cú sút rất mạnh của Thành Henry. Tiếp Moby phải đối mặt với những đối thủ khó chơi, với SHB, với Đại Từ, với EOC, với Tùng Anh và bây giờ là Thiên Khôi. Sau những tháng ngày êm dịu ở giai đoạn đầu của HPLS10 và tiếng còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã vang lên, 3 điểm đã ở lại với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Chí Thành.